Em xin chào các bác đã quay trở lại kênh Thanh Tục Solar Thì dưới đây là những cái tấm pin mặt trời gấp gọn các bác nhé Thì trên thị trường thì nó sẽ có hai loại pin mặt trời gấp gọn Đấy, Thông dụng, đầu tiên là cái tấm pin bọc vải như này các bác Đấy, Đây là tấm pin 100W này Cái tấm pin này thì sẽ được gấp thành 3 miếng các bác nhé Đấy, sẽ gấp thành 3 miếng và tổng công suất sẽ là 100W Cái tấm bọc vải này thì nó sẽ rất tối ưu về cái kích thước và trọng lượng các bác nhé Đấy, ví dụ như anh em đi rừng ấy, hoặc là như anh em hay di chuyển ấy, thì mình uh, sử dụng cái tấm này thì thì mang đi lại nó rất là nhẹ nhàng Đấy, nó sẽ gấp thành 3 miếng như thế này Đấy, tiếp theo là tấm uh, 100W gấp gọn này cái tấm này thì nó sẽ chia làm hai nửa mỗi một nửa 50W các bạn nhé cái tấm này thì nó sẽ được bọc khung nhôm và mặt kính Nên cái trọng lượng và kích thước của nó sẽ nặng hơn và nó sẽ to hơn cái tấm này Thế nhưng mà cái tấm này thì nó sẽ chịu chống chịu được cái thời tiết các bạn Nên anh em có thể lắp cố định được Đấy mưa gió thoải mái Đấy, Còn cái tấm bọc vải như thế này Mình dùng thì mình bỏ ra thôi Ví dụ gặp mưa gặp gió thì anh em sẽ phải sấy khô đi Đấy không lắp cố định được Thế nên là nó tùy thuộc theo nhu cầu của anh em Ví dụ như anh em thỉnh thoảng mình sách đi ấy, Thì mình cần cái trọng lượng nhẹ hoặc là cần cái kích thước nhỏ thì mình có thể sử dụng cái này còn nếu anh em uh, sách đi thế nhưng mà mình lại lắp cố định ở đâu đó vài ngày hoặc là vài tháng thì mình có thể chọn lựa cái tấm này. Tấm này thì là bọc khung nhôm này, mặt kính này, cho nên là nó sẽ chống chịu thời tiết sẽ rất là bền quá nhỉ. Đấy. Đấy, các bác Đấy. Đây các bác nhìn này, hàng xuất dư Mỹ này, rất đẹp luôn, rất dày dặn. bây giờ em sẽ mở cái tấm này ra để anh em tham khảo nhé. nó sẽ có hai cái khóa chốt ở đây. Đấy, các bạn mở ra, đấy các bác nhìn cái tấm này đã. nó có quay sách, đấy, bên trong này thì nó sẽ có cả thêm cái bộ điều khiển sạc đây các bác nhé, đây là cái bộ điều khiển sạc này, mình có thể dùng, à, mình có thể kết nối ác quy vào đây để chạy cái bộ điều khiển sạc này, à, cái rắc này, đấy, anh em có thể chạy trực tiếp với thiết bị hoặc là có thể cắm qua đây để để thông qua cái sạc để mình sạc bình, hoặc là mình sạc điện thoại, đấy quay xa ra một chút để anh em dễ hình dung nhé. Đây, đây sẽ là hai cái hai cái chân đế này. Đây, có nhìn thấy cái giá đỡ của nó này. Đấy. Giá đỡ của nó. Nói chung với tấm này rất chất lượng các bác nhé. Rất chất luôn. Cứng cáp cực kỳ. Đấy. Ví dụ như cái tấm pin này mà anh em ví dụ như là mình sách cần sách đi. Thế nhưng mà mình sẽ lắp đặt vài ngày hoặc là vài tháng. Xong mình lại sách về ấy thì mình có thể mua cái tấm này. Đấy. Còn ví dụ như anh em uh, sử dụng cái tấm này, ví dụ anh em đi xong là về trong ngày hoặc là đi trong vòng một hai ngày mình mang về ấy, thì mình có thể sử dụng tấm này. Đấy. Nó cũng sẽ có hai cái giá đỡ ở sẵn trên tấm pin như thế này. Đấy. Và khi gấp gọn vào nhé các bác nhé, nó sẽ giống hệt như là một chiếc uh, cặp sách. ạ Em sẽ gấp vào cho anh em xem. Đấy. Nó sẽ giống như một chiếc cặp sách. Đây các bác nhé giống hệt như một chiếc cặp sách đấy cái tấm pin 100W gấp gọn này có giá là 1 triệu 050 nghìn 1 triệu 050 nghìn quá đấy trong cái tấm pin này thì nó còn có thêm một cái hộp điện ở đây em sẽ quay cho anh em xem nhé mình mở cái này ra đấy nó có sẵn một cái hộp điện để anh em có thể sạc điện thoại luôn trực tiếp đây các bác nhé ở trên này nó sẽ có sẵn một cái hộp điện như thế này đấy thì ở trên này nó sẽ có ba cái cổng sạc điện thoại Đấy, một cổng USB 2.0, một cổng USB 3.0 và một cổng Type si. C. và cuối cùng nó sẽ là một cái cổng để anh em có thể sạc ắc quy 12V hoặc là chạy những thiết bị điện 12V các bác nhé. Có cái cổng 5.3 này. Đây là một cái rắc rất là thông dụng để anh em sử dụng. Với việc cái tấm pin này nó tích hợp một cái hộp điện ở đây thì nó khá là tiện cho anh em. Không phải tấm pin nào cũng có đâu các bác nhé. Nếu anh em uh, mua những tấm pin truyền thống về mà muốn sạc điện thoại thì anh em sẽ phải mua thêm bộ điện sạc phải mua thêm bộ sạc các bạn Đấy. và bộ sạc muốn hoạt động thì nó phải cần thêm ắc quy hoặc là cầm pin pin lưu trữ thì nó mới hoạt động thế nên là nó sẽ rất là cồng cành và rườm rà với việc cái tấm pin này nó tích hợp sẵn ở đây mà có thể cho anh em sạc trực tiếp luôn không cần cái gì cả cứ cắm cái sạc điện thoại vào đây là sạc là ok các bạn nhé thì nó sẽ tiện hơn nhiều Đấy. các bạn nhìn ạ đây là tấm pin 100W gấp gọn Tấm này giá là 1 triệu 050 nghìn Tiếp theo là cái tấm pin hàng xuất dư Mỹ đây các bạn Nên là cái tấm pin này cực kỳ là dày dặn luôn Các bác nhìn từ cái hình thức nó rất là hầm hố Đấy, Có quai sách này. Đấy, Pin hàng full black các bác nhé Hiệu suất rất là cao Đấy. Đấy mặt kính này Không nhôm rất là dày Đấy. Mỗi một nửa này có công suất là 50W các bác nhé. Khi mà ghép vào thì sẽ là 100W này. Đây các bác nhìn từ cái chân đế của nó này rất đẹp luôn đấy rất là chắc chắn đây là cái bộ đường sạc nhé các bác nhé. thì um, đi theo cái tấm pin này ấy, nhà xuất người ta cũng có làm cho anh em một cái bộ đường sạc ở đây có sẵn thì đi theo cái bộ các bác đấy thì um, đây chính là cái rắc này cái rắc của tấm pin này thì anh em có hai lựa chọn một là mình có thể là chạy trực tiếp với thiết bị ở bên ngoài hai nữa là mình cắm qua cái sạc này, qua cái rắc nối nhanh này Đấy, rất nhanh này, mình sẽ cắm vào để mình thông qua cái sạc này là mình sạc ắc quy. Đấy thì ở trên này nó sẽ có một cái cổng sạc đây để chống là mình sạc ắc quy đây. Đấy, mình cái nối dây điện để ra ắc quy là sạc thôi. Còn cái cổng cuối cùng này là cho ra tải 12V, anh em có thể chạy tối đa là 100W điện 12V các Để Chạy được vài cái bóng đèn hoặc là hoặc là, là, là mình chạy được vài cái quạt. Các bác nhớ là lưu ý là mà mình chỉ chạy được cái thiết bị điện 12V thôi các bác. Đấy, khoảng 100W trở lại thôi. Còn đây là à, là cái cổng sạc ắc quy này. Đấy. Trên này thì nó sẽ có hai cổng sạc điện thoại nữa Và đây là cái màn hình hiển thị. Đấy, Để các bác nhìn đấy. Rất là gọn đấy. Đấy. Các bác nhìn đây. Cực kỳ là dày dặn. Đấy khi mà mình gấp lại nha các em sẽ gấp lại cho anh em xem. Gấp lại. Đấy, đẩy xuống này. Đây, cái này xuống gấp lại đây các bạn nhìn này nó cũng sẽ giống như là một cái uh, vali thôi đây, giống hệt như một cái vali đây. thì ví dụ như anh em mình, uh, di chuyển dài ngày ấy xong là mình để tại chỗ mình sử dụng dài ngày thì mình có thể sử dụng cái tấm pin này đây, các bạn nhìn rất là dày dặn còn có cả coi sách rất là dày nha giống hệt như cái vali riêng về cái tấm pin này các bác nhé về tấm pin này thì bên em có về cả cả những cái tấm pin rời như thế này đấy và những cái tấm pin rời này cho anh em hay chế cháo như anh em cơ khí mình có thể chế cháo được ấy, thì mình làm mình tự làm cho nó rẻ đấy, các bạn thì cái tấm này của nó là 1 triệu ba trăm năm nghìn các một triệu ba trăm năm mươi nghìn thì nó chỉ thêm mỗi cái giá đỡ rồi các thứ mới bản lề thôi mới lại cái điều khiển sạc cái thôi còn nếu mà anh em mua rời thì nó sẽ rẻ hơn được mấy trăm đấy các bạn đấy, thì anh em nếu mà yêu chế cháo thì mình có thể mua về mỗi cái tấm này về mình tự chế. Đây các nhé. thì nếu các bác mua về tự chế thì nó có sẵn dây điện như này cho anh em thôi. Đấy. Đây người ta cũng khoan sẵn cho anh em những cái lỗ để anh em bắt bản lề vào đây. Mình có thể bắt bản lề vào đấy mình tự chế. Đấy, tấm lại cũng vậy. Mình sẽ ghép hai tấm vào. Đấy, khi mà giao tới anh em thì sẽ nguyên như thế này các bác nhé. Chỉ có dây điện ra thôi. Thì à, mỗi một tấm này có giá là bốn trăm rưỡi các bạn. 2 tấm thì sẽ là 900 nghìn Còn nếu anh em nguyên mua nguyên một bộ này thì giá của nó sẽ là 1 triệu 350 Nguyên bộ giá là 1 triệu 350 các bác nhé 1 triệu 350 nghìn một tấm Còn nếu anh em chế cháo về thì mình mua 2 tấm riêng lẻ như này về Đấy, thì giá của nó sẽ là 900 nghìn 900 nghìn các bạn Đấy, Pin mono hàng full black Ở cái hộp điện nó chất lượng rất là to các bác nhé, hộp điện rất là to và dây điện này. Khung nhôm rất dày, đây các bạn, khung nhôm sơn đen, rất là dày. Cái tấm pin hàng Full Black này thì hiệu suất của nó cũng rất là tốt đấy các bạn. Khung nhôm mặt kính rất dày. Nói chung là tấm 50W này, mỗi một tấm thì có công suất là 50W, khi anh em ghép vào với nhau thì nó sẽ là 100W các bạn. Tấm 50W này nó dày dặn hơn rất nhiều so với những cái tấm pin 50W trên thị trường đấy các bạn. Các bạn nhìn cái khung của nó dày đó ung dày cực kỳ mặt sau đây sơn màu đen xì full black mặt kính cũng dày tại vì những cái tấm pin mà hay di chuyển đấy nhà sản xuất người ta bắt buộc người ta phải làm nó chất lượng hơn những cái tấm pin để cố định đấy. thế nên là, là, anh em mua những cái tấm pin này về Để dùng thì cực kỳ chất lượng này. mà trong cái đó là giá lại rất là rẻ còn anh em mua nguyên một bộ như thế này giá là một triệu ba trăm năm nghìn còn là cái tấm pin gấp gọn này, bọc vải này các bác nhé, Đấy, tấm này thì các bác nhìn này, nó gọn quá gọn luôn. À, ưu điểm của những cái cái tấm pin này ấy, thì là nếu anh em hay phải di chuyển, di chuyển liên tục ấy, thì anh em sẽ quan trọng về cái vấn đề nó gọn và nhẹ. chứ mấy dụ như anh em mà hay đi di chuyển mà lại mua những cái tấm pin nặng, những cái tấm này chẳng hạn, Đấy thì nó lại rất là vất vả, sách đi sách lại đó đây thì đây là hai cái mẫu pin mặt trời bên em đang làm gấp gọn nói chung là nhiều anh em có hỏi là có tấm pin công suất lớn hơn không thì hiện tại thì bên em chỉ có hai cái mẫu này thôi nó cũng khá là thông dụng 100 w nó thông dụng ạ tấm pin 100 w thông dụng rồi. sau này anh em ghép cũng rất là dễ với lại nếu mà anh em hay di chuyển thì mình cũng chỉ nên mua tầm 100 w thôi chứ mua tấm to quá thì sách đi nó cũng rất khó Đấy, các bác có quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.